Các khan hãy bình thân. Các ấy phi đi đâu hết rồi? Biết có phải là bà thiệt hay không mà. Cái này nó cũng là một cái dấu hỏi để cho mình đi thôi, chứ còn nói mà ví dụ cái này có phải là vàng thật hay không? Đúng không? Cái vàng người ta bán trên thị trường họ cũng đã làm bằng giả mà. Đúng rồi. Rồi, đúng nhiều loại vàng. Nói chung là cái này là màu vàng rồi đó, đúng rồi đó. Chứ còn để mình nói như cái vàng trắng, dân làm vàng, dân trong nghề đó nó không có giá trị. Dạ, đúng rồi. Vàng trắng á, nhưng mà tất nhiên là khi người ta chơi á, họ kêu là bạch kim. Họ nói như thế, thực ra trong đó nó pha chế nhiều cái thau của đồ trong đó. Dạ, xin chào cô chú anh chị. Hiện tại thì Hải đang ở thành phố Cần Thơ. Đây là cũng gần Bến Ninh Kiều đúng không bác Phúc? Đúng rồi. Hôm nay thì Hải cùng với lại bác Phúc đến thăm một ngôi nhà nhát vàng. Nói chung vừa vô nhìn thấy cái cổng toàn là bằng vàng không à. Mà mình cũng biết bao nhiêu. Cái nhà, căn nhà triệu view đấy. Cái nhà đấu đình đấu đám mà một thời. Đây. Đây cả nhà ơi. Đây. Đó, mình vừa vô thì hai bên cánh cửa này là bằng... Cái này vàng ni bằng thật hay là bằng giả vậy em? Tất cả các tác phẩm nghệ thuật trong nhà là nó được dát vàng. Nó không phải là nguyên một cục vàng nguyên khối, không phải là nước sơn mà vàng nha. Còn đây cái cánh cửa bốn cánh này mới là nước sơn. Cánh cửa rào đó là nước sơn, anh nhìn cái màu nó khác hoàn toàn. Nó không có giống như những cái tác phẩm nghệ thuật trong nhà được nha. Anh nhớ giữ chú xanh này lại chút quá không anh? Rồi. Wow. Tí nữa xin cục đem về luôn ha. Ở đây không có hướng dẫn viên gì à, cô Hiền? Không có hướng dẫn viên gì à, là có nghe vàng hương quá ha. Wow, nhìn thấy vàng. Lên lầu nữa. Trời. Wow, có bếp kìa. Trời ơi, các bạn. Bếp là bếp mà. Bây giờ mình đi lên phía trên tầng 1 cả nhà ơi. Cái này không có ai thuyết minh giùm mình hả? Nhà đi làm xong bao lâu rồi chú? Cái nhà này làm xong bao lâu rồi chú? Được mà là, biết hả? Một
Trời ơi, nhìn hoành tráng quá hả? Cái bạc nó khác biệt ở chỗ này. Cái này bự quá, cái bằng bự quá. Ngồi đi. Cái này nó nhỏ. Cuốn lít nào. Mình thấy ở đây cũng hơi ngộ ngộ cả nhà. Hỏi nhân viên cái gì cũng giống như là một cái gì bí mật trong này vậy. Không biết sao. Wow. Không có ai thuyết minh, không có ai nhà này em biết. Khu vườn cổ tích hả? Đây nè, đứng từ đây nè, lấy nguyên vậy nè. Tía, ông đang làm kiểu một chim bút ra. Hai vợ chồng vô. Xin lỗi tình yêu. Vô chắc. Ủa đây đúng không này? Vô đấy chưa? Chưa. Chắc rồi, chắc rồi. Chắc rồi. Ủa gì hả? Mà sao bất phúc rồi? Ở đây giống như mình hỏi làm xong thời gian bao lâu họ không nói, giống như cái gì bí ẩn. Có mà, có, không nói, bảo vệ không ai nói ra. Không ai nói ra đó, giống như bí mật vậy. Có gì đâu bí mật, là người yêu thì mình thực ra cái này là nó là giáp vàng, đúng không? Biết có phải là vàng thiệt hay không vàng. Cái này nó cũng là một cái dấu hỏi để cho mình đi thôi, chứ còn nói mà ví dụ cái này có phải là vàng thật hay không? Đúng không? Cái vàng người ta bán trên thị trường họ cũng đã làm bằng giả mà. Đúng rồi. Nhiều loại vàng. Nói chung là cái này là màu vàng rồi đó. Đúng rồi đó. Chứ còn để mình nói như cái vàng trắng, dân làm vàng, dân trong nghề đó nó không có giá trị. Dạ đúng rồi. Vàng trắng á, nhưng mà tất nhiên là khi người ta chơi á, họ kêu là bạch kim. Họ nói như thế, thực ra trong đó pha chế nhiều cái thau của đồ trong đó. Ngồi giờ này đẹp không hút này? Biết quả thôi chứ làm sao mà có phút lên trên luôn, có phút rồi lên trên mình xem có gì thế nào. Này chắc làm cũng lâu rồi á nè. Mấy năm rồi. Nói là tầm những cái người ta cũng là như cái này mọc sơn này. Đó, còn những cái bác tổng là đá vàng. Wow, phía trong này sao nhìn thấy? Cái này nói chung là cái ý tưởng của người ta cũng cái ý tưởng đọc lại đó. Cho người ta làm đọc lại, nhưng mà lúc trước là anh trâu ở trên mạng là họ nói họ muốn làm chơi thôi, nhưng mà cái này là anh nghĩ không phải, cái này là cái ý tưởng người ta làm người ta kinh doanh. Đúng rồi, theo mình nghĩ vậy. Tại vì người ta làm để người ta tham quan mà. Thứ nhất, bước thứ hai là Cần Thơ du lịch nhiều đúng không, thành phố du lịch lớn nhất gọi là miền Tây Nam Bộ đúng không, đồng bằng sông Cửu Long. Đó, rất là Cần Thơ thì rất là nổi tiếng cái điểm du lịch. Nhưng mà những căn nhà này giống như kể cả khách Trung Quốc đồ người ta cũng khoái. Thấy ok không? Ghét ông thầy. Ok không? Đẹp không? Lần thứ em thấy đây lần mấy lần rồi? Một lần thì mới tới các bạn. Thầy Linh ở bên Mỹ về. Thầy ở bên Mỹ về. Nhưng mà rất yêu Việt Nam. Thích về Việt Nam. Thích về Việt Nam, muốn có bạn trai Việt Nam. Thích có bạn trai Việt Nam. Thầy ở bên Mỹ, sinh ra ở bên Mỹ đúng không thầy? Sinh ra ở bên Mỹ. Con của cô Linh.
Wow, cô nhìn chúng nữ hoàng quá. À, nữ hoàng. Rồi. Chú chụp hình ra. Chú lăn xả dữ lắm. Chú năm nay 72 tuổi rồi đó mà lăn xả dữ lắm á. Bây giờ trở thành vợ chồng son. Dạ. Rồi cái nón cao cao lên chú. Dạ. Cái đầu nhỏ to nhỏ cái để thấp quá nó che hết cái mặt được con đâu. Dạ. Chú ơi, cái nhà này xây lâu chưa chú? Có đưa vào sử dụng từ lúc tham quan được năm 2020 đó. Dạ, 2020. Nhà này làm mấy tầng hả ta? 4 tầng. 1 tầng 2 lầu. Dạ, 1 tầng 2 lầu. 1 tầng 2 lầu. 2, 3. Mình thực ra là chút nói không xem được gì được. Mình vô đây mình thấy vàng của mình cũng chống mặt quá cả nhà hả? Đặt ma sư tổ. Chỗ nào cũng có ghế ngay bàn ở trên này. Cái nón của mình chụp lừa người thôi nha. Để nó lấy được cái chủ nón. Lấy kỹ cái mặt cái đeo phán cái đeo đực cho nên cho mình chạy đó luôn dàn dàn khe luôn à. Thì em là thì thích cái này, xem cái này cái gì đó cái vật gì thái mặn đó. Nói chung là ai mà người nào mà chồng mà đi chợ cái hết tiền liền là những này rất là thích. Nó quậy quá nhốt lại. Dạ. Còn đây là cây lá, cây lá trà bồ. Dạ. Cá trà bạc đó, đây cây lá trà bồ. Dạ. Cái chui kìa, nhìn cái cá này kìa. Dạ, dạ thấy rồi. Chứ mình nhìn cái gì sao mà không có gì. Sầu riêng nữa hả? Sầu riêng bằng vàng nữa bác Phúc ơi. Rùa. Ừ, trời ơi. Vua sầu riêng Việt Nam. Bác Phúc vô ngồi đi cái em chụp ảnh cho bác Phúc này. Rồi rồi, oh, wow, quá dữ luôn á Phúc ơi. Hoàng thượng. Hoàng thượng. Quá anh này. Đây, tôi tập quay đi cũng được. À, ok. Các khăn này đừng mắt. Rồi. Đó. Các khăn hãy bình thân. Các ấy phi đi đâu hết rồi. Nhìn cái hoàn trắng quá bác ơi. Hôm nay học thượng lớn nha cái nhà. Thượng vĩ quá chấm các lễ bình thân nha. Thôi anh dẫn ấy phi đến tròn á. Đi hái cho chụp trước cái tay anh tâm. Dạ dạ. Đó, đưa máy chào mẫu hậu. Yeah.
Nhìn. Dạ. Nhìn thấy hùa mắt luôn rồi. Dạ, sau khi tham quan ngôi nhà Giáp Vàng thì bên cạnh có một cái khu vườn cổ tích cũng nghe nói rất là đẹp và cả nhà. Bây giờ xin mời cô chú anh chị cùng vào bên trong ha. Dạ. Wow. Đủ màu đẹp quá hả? Wow. Wow. Quá đẹp luôn hả? Con rồng Nam Mỹ kìa, con này nó chơi keng cái hồi nhỏ đó. Nó có bị ai có đụng nó đứng yên nè. Ủa, ui, có phải không ạ? Con này sống chứ hả? Con sống, mắt của nó kìa. Phun lửa cái coi. Ờ. Nó đứng gần quá nó phun ra mấy cái. Còn đây là con trăng. Trăng vàng. Ở đây nghe nói rộng 1.500 m² cả nhà ơi. Rồi. Rồi đúng rồi. Rồi. Chung là màu sắc nói chung mình thấy cũng hơi bị đậm này. Một cá này. Trời ơi, cá trê nó to hả? Dạ. Cá trê vàng, bạch tạng. Này mà ai thích màu tím chắc thích vô đây ngồi đây ha. Ở đây là có bốn màu chủ đạo cả nhà ơi, màu tím này, màu đỏ, màu xanh và màu vàng, hình như là mình thấy như vậy. Cái này là phiếu tặng nước uống này hả? Dạ, có cái bảng tên đâu đó em. Dạ, dạ. Dạ, dạ. Cái dừa nhiều đọt hả? À, 7 đọt, 10 đọt. Dạ, dạ. Cái dừa này đến 3 đọt, cả nhà hay quá hả? Thường lực. Dạ. Wow. Đúng rồi, nãy giờ vô không chú ý hả? Tưởng đâu cây gì. Một cây dừa 3 đọt cả nhà ơi. Cây dừa mà giống như một cái cam cái chanh gì đó. Ừ, có trái rồi luôn ấy ha. Cái kia là tiếng không nè, cái này mới làm.
mà mình thấy ở đây không có hướng dẫn viên hay là không có gì để mà giới thiệu ở cả nhà, bởi vì mình đi tới đây cũng chưa có tìm hiểu đó. Có Phúc ha, ở đây mà có người mà họ có hướng dẫn viên hay là gì đó. Ở cái khu này đầu tư cũng rất là nhiều rồi nha. Hình như hôm nay trúng ngày thứ hai nên không có khách đi tham quan ha. Chứ bình thường chắc cũng đông lắm á Phúc Huy. Đúng rồi. Ờ. Cái này đông lắm á. Ừ. Rất là nhiều chỗ để chụp ảnh rồi nha. Chỗ nào thấy cũng đẹp hết. Dạ rồi bây giờ anh em đi về lại nhà nghỉ khách sạn ha. Đúng rồi. Sáng mai đi chợ nổi Cái Răng. Chợ nổi Cái Răng anh đi mấy lần rồi? Nếu là đi lần này lần thứ tư á. Lần thứ tư à? Ý chà. Ý. Rồi, chung đây này, chợ này Cái Răng vui mà thì yeah. Nói chung về miền Tây thì chủ yếu về Cần Thơ thì đi chợ Cá Răng thôi chứ có gì đâu. Yeah. Với lại mình đi mấy ở đây nó cũng có nhiều khu chơi du lịch lắm. Yeah. Nhiều rất là nhiều luôn. Rồi xin tạm biệt tất cả các chú anh chị nha. Nha. Yeah.